Cùng quay ngược thời gian về 4,6 tỷ năm trước để xem lúc hệ mặt trời được sinh ra nhé. Chà, không có gì trông giống ngôi sao hay hành tinh cả. Đến giờ chỉ có một đám mây bụi khổng lồ, được gọi là tinh vân. Đó là các phân tử hydro và các nguyên tố nặng hơn, cùng với băng, do một ngôi sao trước đó để lại. Nhưng đám mây này không đặc, vì vậy nó không thể biến thành một ngôi sao hay một hành tinh được. Nhưng sau đó có một đợt sóng nổ ở đây, thậm chí có thể là một vài. Có một vụ nổ siêu tân tinh cách tinh vân chúng ta vài năm ánh sáng. Đây là khi một ngôi sao khổng lồ tự đốt cháy nhiên liệu, sau đó sụp đổ dưới sức nặng của chính nó. Lúc này, lực của vụ nổ lớn đến mức ánh sáng của nó có thể nhìn thấy ở cách xa hàng chục năm ánh sáng. Sóng nổ từ siêu tân tinh tới tinh vân của chúng ta, giống như sóng biển, đập vào đám mây bụi khiến nó co lại và dày đặc hơn. Sau đó, tinh vân có được một tọa độ trung tâm thông thường. Nó thu hút càng lúc càng nhiều các hạt bụi. Điều này gây ra rất nhiều áp lực lên lõi của tinh vân. Nó bắt đầu quay, và khối lượng của đám mây trung tâm càng lớn thì nó quay càng nhanh. Các hạt bên trong lõi va chạm nhanh hơn và thường xuyên hơn. Điều này khiến nhiệt độ của tinh vân tăng lên vài nghìn độ. Lúc này một tiền sao xuất hiện. Đó là một mặt trời trẻ và không ổn định. Khi nhiệt độ trong lõi của tinh vân lên tới hàng triệu độ, các phân tử hạt nhân bắt đầu xảy ra ở đó. Lõi có các nguyên tố nhẹ như hydro và helium va vào nhau và hợp nhất thành các nguyên tố nặng hơn. Hãy để ánh sáng ở đó. 4,5 tỷ năm trước, tiền sao tiến hóa thành một mặt trời ổn định, nhưng mờ hơn 30 phần so với mặt trời hiện nay. Ngoài ra còn có một đám mây bụi khổng lồ bị bỏ lại nữa. Đây là phần còn lại của vật chất không tham gia vào quá trình tạo ra ngôi sao của chúng ta. Bây giờ bạn có thể nhìn thấy các vật thể lớn hơn trong đám mây này. Các nguyên tố nặng và bụi bắt đầu chất thành đống, tạo thành các hành tinh. Ở giai đoạn có hệ mặt trời này, có khoảng 100 tiền hành tinh với nhiều kích thước từ cỡ mặt trăng đến cỡ sao hỏa. Lúc đó không có gì ngoài sự hỗn loạn. Những tiền hành tinh này không có quỹ đạo rõ ràng và chúng bắt đầu va với nhau. Một số đâm vào đống mảnh vỡ, tạo ra những vụ nổ lớn. Số khác va chạm theo phương tiếp tuyến và chỉ đơn giản là thay đổi quỹ đạo của chúng. Trong trò chơi bi đa vũ trụ này, các hành tinh lớn nhất đã thắng. Chúng đã ăn trọn những mảnh vụn nhỏ hơn và càng lúc càng lớn. Sự hỗn loạn không dừng lại cho đến khoảng 100 triệu năm sau. Bạn có thể thấy một số hành tinh gần như hoàn chỉnh. Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa. Hành tinh chúng ta bây giờ trông giống một khối dung nham. Việc bề mặt liên tục bị nhiều tiểu hành tinh bắn phá đã khiến hành tinh này nóng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ nó đã bắt đầu hạ nhiệt. Mọi thứ diễn ra khá ổn cho đến khi một kẻ phản diện vô danh xuất hiện ở đường chân trời. Đó là Theia. Đây là một hành tinh giả định, lớn bằng sao hỏa được hình thành cùng lúc với các hành tinh khác. Và bây giờ nó đang đi theo đường xoắn ốc về phía trái đất, sẵn sàng lao vào đó. Bùm! Kết quả của vụ va chạm là một phần lớn của hành tinh chúng ta bị văng ra ngoài vũ trụ. Theia bị nổ thành từng mảnh, lõi của nó hợp nhất với lõi trái đất, trong khi phần còn lại của vật chất này nằm trong quỹ đạo của hành tinh chúng ta. Dần dần các mảnh vỡ từ cả hai hành tinh va vào nhau và hợp nhất thành một thiên thể lớn. Khi lớp bụi lắng xuống, trái đất nhận được vệ tinh của nó. Đó là mặt trăng. Một giả thuyết khác về sự hình thành của mặt trăng cho rằng Theia lớn hơn nhiều so với trái đất. Nó chỉ làm hành tinh chúng ta sức nhẹ và tiếp tục di chuyển mà không bị mất vật chất. Và mặt trăng được hình thành gần như chỉ từ các hạt của hành tinh chúng ta. Để chứng minh cho giả thuyết này, chúng ta có các mẫu đất mặt trăng do các phi hành gia của sứ mệnh Apollo mang về. Hóa ra đất mặt trăng có thành phần rất giống với vỏ trái đất. Và có thể nó chỉ đến mặt trăng như là kết quả của một sự kiện dữ dội nào đó. Những khối khí khổng lồ như sao mộc, sao thổ, sao thiên vương và sao hải vương hình thành muộn hơn và ở xa mặt trời hơn một chút. Những hành tinh này là những quả cầu khí không có bề mặt rắn. Nếu bước lên sao mộc, bạn sẽ rơi xuống cho đến khi chạm tới lõi của nó. Những hành tinh này không có bề mặt rắn vì vài lý do. Chúng hình thành sôi khi các hành tinh khác lấy hết kim loại và silicat. Chúng cũng được tạo ra bên kia đường đóng băng. Đây là điểm giả định nằm ở đâu đó ngoài quỹ đạo của sao hỏa.
Mặt trời không làm nóng khu vực phía sau đường này đủ để nước ở trạng thái lỏng. Vì vậy, có một lượng băng khổng lồ trong các đám mây khí còn lại. 3 triệu năm sau khi mặt trời ra đời, những vật liệu xây dựng này bắt đầu chất thành đống, gom góp khối lượng và trở thành tiền sao Mộc. Trong vòng vài triệu năm, quả cầu băng này có thể đạt khối lượng gấp khoảng 50 lần trái đất. Càng nặng thì nó càng tích tụ được nhiều khí từ đĩa bồi tụ. Trong một khoảng thời gian ngắn, sao Mộc hấp thụ gần như toàn bộ vật chất từ đĩa khí gần nó và tích tụ khoảng 318 khối lượng trái đất. Sao Mộc có trường hấp dẫn rất mạnh và nó tàn phá tất cả các vật thể trong khu vực giữa sao Hỏa và sao Mộc. Các tiền hành tinh va chạm ở đó thường xuyên hơn nhiều, khiến chúng sụp đổ. Kết quả là chúng ta có vành đai tiểu hành tinh. Đây là những mảnh vỡ không thể tập hợp lại thành một hành tinh vì lực hấp dẫn mạnh của sao Mộc. Sao Thổ, hành tinh tiếp theo trong 4 khối khí khổng lồ. Nó nhỏ hơn sao Mộc 3 lần. Người ta cho rằng nó nhỏ như vậy là vì nó còn ở xa mặt trời hơn, gấp 10 lần khoảng cách từ trái đất đến mặt trời. Và nó hình thành muộn hơn khi sao Mộc hầu như không để lại gì của đĩa khí. Nhưng sao Thổ có một đặc điểm khác biệt nữa, đó là các vành đai. Chúng rộng đến mức bạn có thể đạt vừa 21 trái đất trên đó. Và chúng dày cỡ một tòa nhà 5 tầng. Vẫn chưa biết chúng được hình thành như thế nào, nhưng có hai giả thuyết chính. Cho đến nay, đã phát hiện ra 82 vệ tinh của sao Thổ. Lẽ ra có thêm một vệ tinh nữa, nhưng nó bị phá hủy trong một vụ va chạm dữ dội. Vệ tinh bị vỡ thành những mảnh nhỏ và bắt đầu quay quanh khối khí khổng lồ. Những mảnh vỡ này lần lượt va chạm vào nhau và vỡ một lần nữa. Dần dần, những mảnh vỡ có kích thước bằng tòa nhà chọc trời trở thành những hạt cát nhỏ. Vâng, các vành đai của sao Thổ được tạo thành từ bụi và băng vũ trụ đấy. Tiếp theo là sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Chúng nhỏ hơn nhiều, lần lượt chỉ gấp 14 và 17 lần khối lượng trái đất. Người ta tin rằng chúng không thể đạt đến kích thước và trọng lượng của sao Mộc là vì gió mặt trời mạnh. Gió từ từ thổi đĩa khí bên ngoài hệ mặt trời vào không gian liên sao. Vì vậy, các hành tinh mới có ít vật liệu xây dựng hơn. Khi sao Thiên Vương hình thành, nó đã trải qua một vụ va chạm thảm khốc với một hành tinh khác và có lẽ là một hành tinh rất lớn. Vụ va chạm ấy khiến sao Thiên Vương bị nghiêng. Tất cả các hành tinh đều có trục quay hướng lên trên, nhưng trục của sao Thiên Vương hướng về phía mặt trời. Vì vậy, nó trông giống một quả bóng lăn hơn. Chỉ khác là nó quay ngược thôi, nghĩa là quay ngược chiều chuyển động của nó. Giống như một chiếc ô tô chạy về phía trước, nhưng bánh xe lại quay ngược chiều kim đồng hồ vậy. Phía sau những khối khí khổng lồ là vành đai Kuiper. Đây là khu vực nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương và là nơi các tiểu hành tinh, bụi và băng rời đi sau khi hệ mặt trời hình thành. Nó tương tự như vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc, nhưng nặng hơn khoảng 100 lần. Bạn đã biết hệ mặt trời được hình thành ra sao? Giờ hãy xem nó có thể bị phá hủy như thế nào nhé! Mặt trời có tuổi thọ giống như tất cả các ngôi sao khác. Hiện tại, nó đã đi được nửa vòng đời. Mỗi giây, mặt trời biến 4 triệu tấn vật chất thành bức xạ mặt trời. Dần dần nó sẽ cạn kiệt nhiên liệu và bắt đầu đốt các nguyên tố nặng hơn bên trong. Việc này sẽ làm tăng nhiệt độ, độ sáng và kích thước của ngôi sao này. Trong 1,1 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ sáng hơn 11% so với hiện tại. Các vùng biển và đại dương trên trái đất sẽ bắt đầu bốc hơi và hành tinh chúng ta sẽ càng lúc càng nóng. 3,5 tỷ năm nữa, độ sáng của nó sẽ cao hơn 40% so với hiện tại. Điều kiện trên trái đất lúc đó sẽ tương tự như điều kiện ở sao Kim bây giờ. Sự sống sẽ đơn giản là không thể tồn tại nữa. 7,8 tỷ năm nữa, mặt trời sẽ bắt đầu đốt hydro trong lớp vỏ. Việc này sẽ khiến nó nở ra và trở thành một sao khổng lồ đỏ. Nó sẽ lớn hơn khoảng 256 lần. Khi đó, lớp vỏ bên ngoài của nó sẽ ở chính xác vị trí của quỹ đạo trái đất bây giờ. Nhưng nó sẽ mất đi khối lượng, vì vậy có khả năng hành tinh của chúng ta sẽ di cư xa hơn một chút. Nhưng không quan trọng, vì sự sống trên trái đất đã không còn tồn tại trong vài tỷ năm rồi vì nhiệt độ quá cao. Và một cơn gió mặt trời mạnh đơn giản là sẽ thổi bay bầu khí quyển của chúng ta. Sau đó, các xung nhiệt bên trong mặt trời sẽ xé lớp vỏ bên ngoài của nó. Lớp vỏ này sẽ biến thành một tinh vân hành tinh, gần giống như những gì chúng ta đã thấy lúc đầu. Và tất cả những gì còn lại của mặt trời là một ngôi sao lùn trắng với kích thước bằng trái đất và sẽ biến mất trong vài tỷ năm.